chào quý vị và các bạn. Lao đao vì khủng hoảng kinh tế và giá dầu giảm, Venezuela tưởng chừng như đã xuống đáy suy thoái trong 2 năm qua, thì bỗng nhận được bàn tay chìa ra giúp đỡ. Mới đây, đoàn đại diện Trung Quốc đã sang thăm Caracas và ký kết thỏa thuận đầu tư 2,2 tỷ đô la Mỹ vào các dự án dầu khí chung giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia của Venezuela và đối tác CNPC của Trung Quốc. Trước đó, trong cơn khủng hoảng tại quốc gia Nam Mỹ, Trung Quốc, một trong những chủ nợ lớn nhất của Venezuela, đã hạn chế việc cho vay với quốc gia này vì quá rủi ro. Tuy nhiên, tình hình bắt đầu thay đổi khi mới đây giá dầu có dấu hiệu phục hồi. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố các khoản đầu tư của Trung Quốc trong lĩnh vực dầu khí sẽ giúp tăng sản lượng khai thác dầu và từng bước vực dậy nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, các nhà quan sát không cho rằng quá trình này sẽ nhanh chóng và dễ dàng. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 17 tháng 11 thông báo Trung Quốc sẽ đầu tư 2,2 tỷ đô la Mỹ vào các dự án dầu khí chung giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia của Venezuela PDVSA và đối tác CNPC của Trung Quốc. Ông Maduro cho biết khoản đầu tư này sẽ giúp Venezuela phần nào phục hồi sản lượng dầu thô đang bị sụt giảm. Chúng tôi đã xem xét tất cả các dự án mà chúng tôi đã đạt được. Chúng tôi đã ký thỏa thuận nhằm đạt được một trong các mục tiêu này, đó là nâng sản lượng dầu thô thêm 277.000 thùng mỗi ngày, một con số phi thường. Chúng tôi sẽ đạt được hơn 800.000 thùng mỗi ngày với Trung Quốc. Trong suốt 7 năm qua, sản lượng dầu của quốc gia Nam Mỹ này suy giảm một cách nghiêm trọng và còn giảm sút rõ rệt hơn trong năm nay. Lượng dầu sản xuất trong tháng 6 chỉ đạt khoảng 2,3 triệu thùng mỗi ngày, ghi dấu mức giảm 9% so với năm trước. Bộ trưởng Dầu khí Venezuela, đồng thời là chủ tịch PDVSA, cho biết khai thác dầu trong nước năm nay giảm 220.000 thùng mỗi ngày, tương đương giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Dầu mỏ và khí đốt đóng góp tới 96% tổng kim ngạch xuất khẩu của Venezuela, song chỉ đạt giá trị 42,5 tỷ đô la Mỹ hồi năm ngoái. Trước tình hình này, ngày 16 tháng 11, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã họp với Tổng thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC tại Thủ đô Caracas để bàn về thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thế giới nhằm bình ổn giá. Theo ông Maduro, thỏa thuận này sẽ bình ổn đáng kể thị trường và sẽ mang tính quyết định đối với giá dầu. Đã có đủ nhận thức và sự sẵn sàng từ các quốc gia OPEC trong bước đầu tiên chúng ta cần thực hiện vào tháng 11, một thỏa thuận kiềm chế sản xuất và xây dựng cơ chế mới cho sự ổn định của thị trường và phục hồi giá dầu, nhằm đảm bảo một mức giá dầu thực tế, công bằng và bình ổn cho các quốc gia có tài nguyên này và tạo ra nỗ lực lớn hơn để đưa nó tới phần còn lại của thế giới nhằm kích thích kinh tế. Hồi tháng 9 vừa qua, các nước thành viên OPEC đã nhất trí đóng băng sản lượng khai thác dầu mỏ lần đầu tiên kể từ năm 2008 trong nỗ lực ngăn đà lao dốc của giá dầu xuống chỉ còn một nửa trong 2 năm trở lại đây, là một trong những nước sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới. Việc Trung Quốc đầu tư vào dầu khí ở Venezuela ngay giữa lúc quốc gia Nam Mỹ này vừa chịu ảnh hưởng nặng nề từ giá dầu giảm sâu thời gian qua và hiện đang có những dấu hiệu phục hồi dần, thể hiện một bước đi có tính toán của Beijing trong việc tranh thủ giành thị phần ở quốc gia này, đặc biệt là trong ngành khai thác khoáng sản tiềm năng. Trước đó, Trung Quốc đã hạn chế việc cho vay với Venezuela trong cơn khủng hoảng. Cường quốc dầu mỏ Nam Mỹ một thời hiện đang phải trả 45 tỷ đô la Mỹ nợ cho Trung Quốc bằng dầu thô và dầu đổi chủ ngay khi vừa lên tàu chở. Việc trải thảm đỏ đối với Beijing giúp chính phủ Venezuela thu về nguồn tài chính và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đổi lại, nhà lãnh đạo Venezuela cũng sẽ phải thực hiện các điều khoản bất lợi cho ngành công nghiệp hơn so với trên thị trường quốc tế. Nền kinh tế Venezuela vốn dựa trên 90% vào xuất khẩu dầu, nhưng sản lượng của họ lại liên tục sụt giảm trong những năm qua, phần lớn do các vấn đề nội tại. Thậm chí có thời điểm, cường quốc dầu mỏ Nam Mỹ đã phải nhập khẩu 95.000 thùng dầu mỗi ngày trong thời điểm đất nước gần như đang cạn kiệt ngoại tệ. Lượng xuất khẩu giảm, nhưng đồng thời giá dầu thế giới cũng giảm, khiến cho Venezuela càng lún sâu trong cơn bĩ cực. Ngay tại thời điểm này, khi nhà lãnh đạo Maduro tuyên bố về những tín hiệu lạc quan trong việc tăng sản lượng và bình ổn giá dầu cùng với sự đầu tư của Trung Quốc, thì trái lại ở trong nước, làn sóng giận dữ liên quan đến lạm phát, khó khăn kinh tế vẫn leo thang. Một trong những khu vực khốn khổ nhất là vùng biên giới giữa Venezuela với Colombia, nơi giá xăng còn rẻ hơn nước, nhưng người dân cũng khó lòng mà mua được. Chỉ với 1 đô la Mỹ, người dân Venezuela có thể mua được 1.800 lít xăng. Tuy nhiên, tại bang biên giới giáp Colombia là Táchira, việc đổ xăng thực sự là một cơn ác mộng. Để được mua xăng với giá nhà nước, người dân phải xếp hàng nhiều giờ liền tại một vài trạm xăng hiếm hoi.
Nếu không muốn chờ đợi và bực tức vì các trạm xăng này thường xuyên hết hàng, người dân buộc phải đổ xăng tại các trạm bán theo giá quốc tế để chính phủ cho phép lập ra tại bang này để chống buôn lậu sang Colombia. Tại các trạm bán giá quốc tế, một lít xăng có giá lên đến 650 bolivar, tức khoảng 1 đô la. Và để đổ đầy bình cho một chiếc xe hơi nhỏ, người dân có thể tốn hơn 35 đô la, bằng 85% mức lương cơ bản tại nước này. Đó là chưa kể, nếu muốn được đổ xăng tại các trạm giá nhà nước, chiếc ô tô phải được lắp một chip đặc biệt để chứng nhận chủ xe mang quốc tịch Venezuela. Là một quốc gia dẫn đầu về sản xuất dầu, thật không thể chấp nhận tình trạng mà chúng tôi đang phải trải qua, giá xăng dầu cao cắt cổ. Giá xăng thực tế là 1 đô la, được thôi, nhưng hãy quy định cho toàn dân Venezuela, còn chúng tôi, sống ở bang biên giới này, lại phải chịu giá xăng khác biệt hoàn toàn so với cả nước. Tháng 9 vừa qua, đường biên giới dài hơn 2.000 km giữa Venezuela và Colombia đã được mở cửa trở lại để phục vụ người đi bộ và vận chuyển hàng hóa cho quốc gia này. Tổng thống Venezuela Maduro cho rằng việc mở cửa biên giới sẽ tạo điều kiện cho các băng nhóm tội phạm liên quan đến ma túy và đặc biệt là buôn lậu xăng dầu ở Venezuela. Việc giao lưu hàng hóa vì vậy phải thực hiện qua các trạm dịch vụ thay thế ESA. Mặc dù ngồi trên kho vàng đen, nhưng Venezuela hiện đang phải nhập khẩu hầu hết hàng tiêu dùng, trong khi người dân cũng gặp khó khăn ngay cả với việc mua xăng dầu. Trong một động thái tích cực tuần này, chính phủ Venezuela và phe đối lập đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ trong một số lĩnh vực liên quan đến bầu cử và viện trợ nước ngoài. Theo đó, chính phủ Venezuela sẽ xem xét để các nhà tài trợ nước ngoài cung cấp thực phẩm và thuốc men cho Venezuela, nơi đang có hàng triệu người phải vất vả tìm kiếm bữa ăn hàng ngày. Hai bên vẫn chưa đề cập đến một yêu cầu quan trọng của phe đối lập, đó là tổ chức cuộc trưng cầu ý dân để phế truất Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hay thúc đẩy các cuộc bầu cử Tổng thống sớm. Tuy nhiên, thỏa thuận này cũng là một bước tiến lớn trong các cuộc đối thoại giúp chấm dứt bế tắc tại Venezuela trong những năm qua. Thưa quý vị và các bạn, không ít khán giả đã ngạc nhiên khi theo dõi các đám cưới được thể hiện trong các bộ phim Ấn Độ. Chẳng hạn như đám cưới kéo dài suốt 20 tập trong bộ phim truyền hình Đình Đám Cô Dâu 8 Tuổi với những nghi thức cưới hỏi truyền thống nhiều màu sắc, rất phức tạp và vô cùng xa hoa. Những điều này xuất phát từ nếp nghĩ của người dân Ấn Độ. Đối với họ, đám cưới là một lễ hội lớn và là sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời. Có thể nói hiếm có quốc gia nào trên thế giới mà một đám cưới lại kéo dài và tốn kém như ở Ấn Độ. Tuy nhiên, một đám cưới hoang phí tới 74 triệu đô la Mỹ, trong khi cả nước đang khốn đốn vì cuộc khủng hoảng tiền mặt, lại là một chuyện lạ đời và khiến dư luận trong và ngoài nước xôn xao. Đây là đám cưới của cô Brahmani, con gái của doanh nhân và cựu thủ hiến bang Karnataka, ông Janahanna Reddy. Đám cưới này đang trở thành tâm điểm của dư luận Ấn Độ. Những con số liên quan tới cuộc hôn lễ này đều khiến công chúng thế giới ngỡ ngàng về mức độ hoành tráng. Tổng chi phí của đám cưới kéo dài 5 ngày là 5 tỷ rupee, tương đương 74 triệu đô la Mỹ. Khách mời của đám cưới lên tới 50.000 người và mỗi vị khách đều nhận được một thiệp mời mạ vàng kèm video giới thiệu cô dâu chú rể. Chiếc áo cưới sari truyền thống của cô dâu có trị giá 170 triệu rupee, tức 2 triệu đô la Mỹ. Và các món đồ trang sức của cô dâu đeo là 900 triệu rupee, tương đương 13 triệu đô la Mỹ. Khoảng 2.000 chiếc taxi có nhiệm vụ đưa đón và 15 sân đỗ trực thăng tạm thời được thiết lập dành cho các khách mời đặc biệt. Xe bò sang trọng cũng được sử dụng để chở khách từ cổng cung điện đến địa điểm làm lễ. Ngoài ra, 300 cảnh sát cùng chó nghiệp vụ và đội phá bom đã được huy động để đảm bảo an ninh cho đám cưới. Được biết, công tác chuẩn bị cho đám cưới xa hoa bậc nhất thế giới này bắt đầu từ nhiều tháng trước. Đám cưới được tổ chức tại cung điện Bangalore rực rỡ với sự hợp tác của 8 đạo diễn Bollywood để lên bối cảnh đám cưới. Không chỉ trở thành chuyện lạ đời, cách phô trương sự giàu sang của cha con cựu quan chức Ấn Độ, người từng 4 năm ngồi tù với tội danh tham nhũng, còn khiến dư luận đặt câu hỏi, làm thế nào vị cựu quan chức mới được bảo lãnh tại ngoại này lại có đủ tiền trả cho những dịch vụ xa hoa không cần thiết đó? Đám cưới triệu đô diễn ra vào đúng bối cảnh, hàng triệu dân nghèo Ấn Độ đang sống dở, chết dở vì cuộc khủng hoảng tiền mặt trong chiến dịch chống tham nhũng của Thủ tướng Modi, nên nó lại càng hứng chịu nhiều chỉ trích dữ dội hơn. Trước sự bức xúc của dư luận, cựu thủ hiến bang Karnataka từng ngồi tù vì tội danh tham nhũng đã lên tiếng cho rằng những lời phán xét không công bằng với gia đình ông. Ông Reddy còn cho biết đã thế chấp bất động sản tại Singapore và thành phố Bengaluru của Ấn Độ để tích góp tiền cho đám cưới và tất cả các khoản thanh toán được thực hiện 6 tháng trước. Tuy nhiên, lời giải thích này vẫn không ngăn cư dân mạng Ấn Độ khỏi tức giận.
họ chế giễu sự lãng phí của ông trên mạng xã hội. Tôi nghe nói ông ấy đã chi 73,5 triệu đô la Mỹ cho đám cưới của con gái. Làm thế nào mà ông ấy có nhiều tiền đến thế? Còn đối với những người dân mà kinh tế của họ dựa trên tiền mặt đang phải khổ đốn vì lệnh đổi tiền của chính phủ này, họ đang đặt ra câu hỏi liệu chương trình chống tham nhũng trốn thuế của Thủ tướng Modi có bao gồm tầng lớp ưu tú hay không? Những người dân thuộc tầng lớp trung lưu đang khốn khổ để đổi những tờ 4.000 rupee hay 4.500 rupee trên tay. Trong khi những người thuộc tầng lớp giàu có như các thành viên của hội đồng lập pháp, các diễn viên hay những nhân vật VIP thì chúng tôi chẳng thấy họ phải đi rút tiền gì cả. Ngay cả những khách mời của đám cưới cũng choáng váng vì sự phô trương của nó. Họ có thể dùng tiền để giúp người nghèo phát triển sinh kế. Có ích gì khi những người giàu chỉ khư khư giữ tiền cho mình mà chẳng giúp đỡ ai bao giờ? Số tiền khổng lồ chi cho đám cưới này có thể cứu đói được rất nhiều hộ gia đình. Được biết, ông Jayadhana Reddy là cựu thành viên của đảng Bharatiya Janata, đảng của Thủ tướng Ấn Độ đương nhiệm Narendra Modi. Ông Reddy từng bị bắt giữ tháng 9 năm 2011. Sau đó, ông ngồi tù 4 năm vì tội tham nhũng và vừa được tại ngoại vào tháng 4 năm ngoái. Đám cưới diễn ra chỉ vài ngày sau khi chính phủ Ấn Độ tuyên bố thu hồi tất cả tiền giấy, mệnh giá 500 rupee và 1.000 rupee để truy quét nạn trốn thuế và tham nhũng. Tại quốc gia hơn 1 tỷ dân này, hàng năm có đến 20 triệu lễ cưới được tổ chức. Và tất nhiên, đám cưới triệu đô như của con gái cựu quan chức từng đi tù vì tội danh tham nhũng nói trên không phải là chuyện quá phổ biến. Dù vậy, có thể nói rằng tất cả các đám cưới ở Ấn Độ, dù là nhà giàu hay nghèo, đều có một điểm chung, đó là vàng, rất nhiều vàng. Trên thực tế, mùa cưới năm nào ở Ấn Độ cũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường vàng thế giới và kéo theo cả chứng khoán, tiền tệ cũng ảnh hưởng theo. Nguyên nhân của tình trạng xuất phát từ quan điểm truyền thống mang màu sắc tôn giáo của những người theo đạo Hindu đối với loại kim loại quý hiếm này. Nhưng truyền thống này đã và đang trở thành gánh nặng đối với các gia đình của các cô dâu. Chúng tôi đang lên kế hoạch thực thi một luật mà theo đó quy định lượng vàng được sử dụng trong đám cưới hay cô dâu được phép đeo bao nhiêu vàng. Tôi nghĩ bằng cách này có thể làm giảm sự yêu thích đối với vàng. Truyền thống phải có của hồi môn bằng vàng đã trở thành nguyên nhân chủ yếu khiến phụ nữ bị đánh đập ở nhà chồng. Ở Ấn Độ, một lễ cưới trung bình cũng sẽ phải tốn khoảng 200.000 đô la Mỹ cho việc tổ chức. Trong đó, riêng bộ lễ phục sari đính vàng cho cô dâu đã ngốn đến 3.000 đô. Và để làm được việc này, các gia đình Ấn Độ gần như tiết kiệm cả đời để tổ chức một đám cưới theo đúng phong cách với khẩu hiệu không có vàng thì không có đám cưới. Tuy nhiên, đến thời đại ngày nay, ngay cả khi giới trẻ Ấn Độ bắt đầu có những suy nghĩ về bình đẳng giới, thì truyền thống hay gánh nặng này được nhận định sẽ khó mà xóa bỏ, giống như thứ ánh sáng phát ra từ những thỏi vàng. Câu chuyện vừa rồi cũng khép lại Chuyện Đông Chuyện Tây ngày Chủ nhật. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.